Xin chào tất cả em học sinh yêu quý. Tiếp theo đây thầy sẽ đi vào chữa câu hỏi số 4 trong phần bài tập trắc nghiệm sách giáo khoa giải thích lớp 12 trang 144 nhé các em nhé. Thì câu hỏi số 4 này người ta bắt chúng ta chọn ra cái đẳng thức đúng trong bốn cái đẳng thức A, B, C, D ở đây. Nó đều là 1 cộng y tức là mũ 8 nhé. Và cái kết quả nó thì khác nhau thôi. Thì ở đây thì thầy sẽ đi vào chữa câu hỏi này nhé các em nhé. Thế thì ở đây nhá, quan trọng ở đây là chúng ta phải đi tính được cái biểu thức 1 cộng y tất cả mũ 8 đúng không em? Thì để tính các cái biểu thức mà gì? 1 cộng y tất cả mũ n. Đấy, thầy làm tổng quát cho các em thấy này. Thì bây giờ chúng ta phải đi tính như sau nhé các em nhé. Thì các em tính thầy như sau này, ta có này. Các em nhận thấy là 1 cộng y tất cả bình phương thì nó sẽ bằng là gì? Bằng 1 cộng 2y cộng với cả y bình. Và cái này nó chính là bằng 2y. Đó, các em thấy chưa? Thế nên là khi mà muốn tính một cái 1 cộng y mũ n thì em tách nó về 1 cộng y bình phương cho thầy. Thế thì ở đây bây giờ mình sẽ bài này thì chúng ta không cần làm tổng quát quá là phức tạp. Ở đây thì em cứ tính 1 cộng y bình xong em bình lên lần nữa, xong em bình lần nữa ra xong nha em nhé. Thì đây nhá, em thấy này. Như vậy ở đây này, thì các em suy ra được cho thầy này. 1 cộng y bình phương xong cái bình phương lần nữa thì sẽ bằng gì? Bằng 2y tất cả bình. Được chưa các em? Và cái này tương đương là gì? 1 cộng y tất cả 4 thì sẽ bằng là bao nhiêu? 4 nhân với cả gì? 4 nhân với cả y bình. Và nó bằng là trừ 4 được chưa các em? Bởi vì y bình bằng trừ 1 mà. Rồi như vậy đến đây thì đơn giản rồi. Các em suy ra lần nữa là gì? 1 cộng y mũ 4 tất cả bình thì sẽ bằng là gì? Bằng trừ 4 bình. Được chưa các em? Và này tương đương là gì? 1 cộng y tất cả mũ 8 thì sẽ bằng là gì? Bằng 16. Đúng chưa các em? Như vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án gì? Đáp án C. Em quay vào đoạn C rồi thầy nhá. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong câu hỏi số 4 ở đây nhá em nhé.